Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với khóa học ôn thi đại lý thuế. Thầy là Trần Quang Vũ sẽ phụ trách khóa học của chúng ta. Bài học hôm nay của chúng ta là bài 16, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong bài học hôm nay của chúng ta là bài học khá là quan trọng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một là cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, hai là thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và ba là kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Ba nội dung này rất là quan trọng. Tuy nhiên thì nó quy định trong luật. Đây là những cái nội dung quy định trong luật thì nó cũng rất là đơn giản và khá là ngắn gọn. Các bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ở góc độ thông tư sẽ chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của bài học hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về điều 3, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì thu nhập chịu thuế bao gồm cái thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác. Luật quy định rất là đơn giản như vậy thôi các bạn. Ví dụ như chúng ta hành nghề sản xuất kinh doanh, sản xuất ra một cái mặt hàng là nước uống đóng chai chẳng hạn, thì chúng ta có thu nhập từ cái hoạt động này, thì hoạt động này, thu nhập này sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đó là cái thu nhập từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là thu nhập chính của doanh nghiệp các bạn, và nó cũng là cái nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. Ngoài ra nếu doanh nghiệp có những cái thu nhập khác thì những thu nhập khác này cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì thu nhập khác bao gồm những khoản thu nhập nào? Chúng ta có 9 cái loại thu nhập các bạn. Thứ nhất là cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn. Các bạn thấy thu nhập này có quen thuộc không? Thì các bạn thấy là cái thu nhập này là từ cái thuế thu nhập cá nhân nó cũng có đó các bạn. Nhưng ở đây chúng ta đứng ở góc độ doanh nghiệp ha. Chuyển nhượng vốn là doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng vốn và quyền góp vốn là cái quyền góp vốn của doanh nghiệp. Cái thứ hai nó là cái thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án. Thứ ba là thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò khai thác khoáng sản. Ví dụ như chúng ta được cơ quan nhà nước cấp phép khai thác cái khoáng sản là mỏ titan chẳng hạn, chúng ta bán cái quyền đó đi, bán cái quyền đó, hoặc là đó là chúng ta gọi là chuyển nhượng quyền thăm dò khai thác khoáng sản. Thứ tư là thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng tài sản, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ như chúng ta có chiếc xe tải, chúng ta bán cái chiếc xe tải đó, thì đó là chúng ta đã chuyển quyền cái sở hữu tài sản đó cho doanh nghiệp khác, chúng ta thu về một cái khoản thu nhập, thì thu nhập đó sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả cái quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ như chúng ta có một cái phát minh sáng chế bản quyền, chúng ta bán cái phát minh đó thì chúng ta có thu nhập, chúng ta vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái tiếp theo là thứ năm là thu nhập từ cho thuê thanh lý tài sản, chuyển nhượng cho thuê thanh lý tài sản, bao gồm giấy tờ có giá, thì cái thu nhập này chúng ta vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ sáu là thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ. Các bạn biết là đối với thu nhập cá nhân á, đối với cá nhân các bạn, nếu chúng ta có tiền chúng ta gửi ngân hàng, chúng ta thu được tiền lãi thì cái tiền lãi đó là chúng ta được miễn thuế các bạn, miễn thuế thu nhập cá nhân. Nhưng đối với doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi, doanh nghiệp gửi ngân hàng và doanh nghiệp thu được cái tiền lãi từ cái tiền gửi ngân hàng đó thì doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, được tính là thu nhập khác, nộp thuế. Thứ bảy là cái khoản thu từ nợ khó đòi, đã xóa nay đã đòi được, hoặc là cái khoản thu từ nợ không xác định được chủ. Ví dụ như chúng ta đã xóa nợ của một cái khách hàng A, nay chúng ta lại đòi được thì chúng ta xem là thu nhập khác, chúng đưa nó vào thu nhập khác. Hoặc là nợ, chúng ta nợ mà cho một cái danh của một cái đối tác khác nhưng mà chúng ta không xác định được chủ thì chúng ta xem nó là một khoản thu nhập khác. Thứ 8 là thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót. Và cuối cùng là các khoản thu nhập khác mà doanh nghiệp nhận được. Cái khoản thứ 9 này cái phạm vi của nó rất là rộng ha, người ta nói là những cái khoản thu nhập khác mà doanh nghiệp được hưởng. Thì đây chính là cái thu nhập chịu thuế. Thầy nhắc lại, đó là cái thu nhập từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những thu nhập khác, thì chúng ta có 9 loại như vậy. Phần tiếp theo, cái thu nhập này các bạn lưu ý một điều là nếu doanh nghiệp có thu nhập ở Việt Nam, các bạn lưu ý một điều là nếu doanh nghiệp có một cái khoản đầu tư ở nước ngoài và khi doanh nghiệp chuyển cái khoản thu nhập từ nước ngoài về thì nó sẽ có phát sinh cái nghĩa vụ thuế như thế này. Nếu là cái nước mà chúng ta góp vốn đó, đầu tư đó, đã ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam thì chúng ta sẽ thực hiện cái hiệp định. Còn trường hợp cái nước mà chúng ta góp vốn đó, Và với Việt Nam chúng ta không ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta phải nộp cái phần thuế trên lệch nếu có so với cái thu nhập chịu thuế, cái thuế suất ở Việt Nam. Thầy lấy ví dụ thôi, ví dụ như chúng ta đầu tư sang Hoa Kỳ, giả sử như Hoa Kỳ và Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Ở Hoa Kỳ thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp có mức thuế suất là 18%, ở Việt Nam của chúng ta thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Như vậy thì cái thu nhập mà chúng ta chuyển về nước này, sau khi chúng ta đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở Hoa Kỳ 18% rồi, thì khi chúng ta chuyển về nước, cái thu nhập này chúng ta phải tính thuế thêm 2% nữa các bạn, chúng ta nộp 2%. Ngược lại thì giả sử như ở Hoa Kỳ thuế suất là 25%, thì khi chúng ta chuyển cái thu nhập này về nước, chúng ta đã nộp thuế ở Hoa Kỳ rồi thì chuyển về nước thì chúng ta không phải nộp thêm nữa các bạn. Như vậy đó là cái thu nhập chịu thuế tại điều 3. Chúng ta sang điều 4 rất là quan trọng, đó là thu nhập được miễn thuế. Về cơ bản thì cái thu nhập được miễn thuế này thì các bạn thấy là nó mang tính chính sách của nhà nước đúng không bạn? Mang tính chính trị, nhà nước muốn khuyến khích cái hoạt động nào thì nhà nước sẽ miễn thuế đối với cái hoạt động đó. Cụ thể, thứ nhất đó là thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở những cái địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc là những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Thì đây là cái ưu đãi của nhà nước đối với lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Thứ hai là cái thu nhập từ kinh doanh đánh bắt hải sản. Đây cũng là một cái chính sách nhà nước, chúng ta khuyến khích cái việc đánh bắt hải sản. Thứ ba là thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. Ví dụ như là chúng ta tưới tiêu, cày bừa, phân bón vân vân, những cái dịch vụ kỹ thuật khác. Thứ tư là cái thu nhập từ việc thực hiện cái hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Đây cũng là một cái chính sách của nhà nước nhằm phát triển học công nghệ, tạo ra cái sản phẩm hàng hóa mới. Cái thứ năm là thu nhập của doanh nghiệp có số lao động từ 30% trở lên là những người khuyết tật, người sao cai nghiện. Thì để đáp ứng được điều kiện này thì doanh nghiệp có số lao động từ 20 người trở lên, trừ doanh nghiệp tài chính và doanh nghiệp bất động sản. Các bạn hiểu không? Ví dụ như doanh nghiệp của chúng ta có 21 người thì 30% của 21 người là khoảng 6 người đúng không bạn? Như vậy là chúng ta phải trong số 21 người này có ít nhất là 6, lớn hơn 30%, như vậy là chúng ta phải có 7 người là những người khuyết tật, người sao cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS, thì cái thu nhập của doanh nghiệp của chúng ta sẽ được miễn thuế. Thứ 6 là thu nhập từ hoạt động dạy nghề cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Thì những cái doanh nghiệp này, thu nhập của những doanh nghiệp này cũng sẽ được miễn thuế ha. Thứ 7 là thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn liên doanh với doanh nghiệp trong nước đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn hiểu không? Ví dụ như chúng ta góp vốn với một doanh nghiệp khác và doanh nghiệp khác đó người ta chia cho chúng ta sau khi đã nộp thuế rồi, thì cái thu nhập mà chúng ta nhận được đó chúng ta không phải nộp thuế nữa, đúng không bạn? Thì đây là nó thực hiện cái nguyên tắc là chúng ta không đánh thuế hai lần đối với một cái đối tượng nộp thuế, gọi là thu nhập. Thứ 8 là khoản tài trợ. Khoản tài trợ cho giáo dục, khoa học, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động xã hội khác. Tức là chúng ta nhận được cái khoản tài trợ này thì chúng ta sẽ được miễn thuế ha. Thứ 9 đó là thu nhập từ cái chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải của doanh nghiệp được cấp cái chứng chỉ giảm phát thải. Cái này có nghĩa là như thế này các bạn, hiện nay thì người ta quy định là mỗi nước người ta chỉ được phát thải được bao nhiêu cái hàm lượng khí carbon nữa, và nếu chúng ta phát thải ít hơn thì chúng ta sẽ bán cái tín chỉ đó để chúng ta thu. Tuy nhiên thì nếu các bạn đọc trong thông tư thì chúng ta biết là chúng ta chỉ được miễn thuế ở cái lần đầu tiên thôi các bạn. Chúng ta chỉ được miễn thuế khi chúng ta chuyển nhượng, cái thu nhập mà từ lần đầu tiên chúng ta chuyển nhượng thôi. Những lần chuyển nhượng sau chúng ta vẫn phải nộp thuế bình thường. Thứ 10 là thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ của nhà nước giao cho các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính ở đây thì chúng ta có 5 tổ chức các bạn. 1 là Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 2 là Ngân hàng Chính sách Xã hội, 3 là các quỹ tài chính của nhà nước, 4 là các quỹ khác không vì lợi nhuận, và 5 là công ty quản lý tài sản VAMC của nhà nước. Thì thu nhập này sẽ là thu nhập được miễn thuế. Tiếp theo 11 là cái phần thu nhập không chia của các cái đơn vị thực hiện xã hội hóa, cụ thể là xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong lĩnh vực y tế, trong lĩnh vực văn hóa, trong lĩnh vực hoặc là cái phần thu nhập không chia để chúng ta hình thành, hoặc là cái thu nhập hình thành tài sản của hợp tác xã, thì cái phần thu nhập này sẽ được miễn thuế. 12 đó là thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên cho tổ chức cá nhân ở cái địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy là chúng ta chuyển giao cho những cái doanh nghiệp, chúng ta chuyển giao cho những cái đơn vị ở cái khu vực điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đó, thì cái thu nhập đó chúng ta sẽ được miễn thuế ha. Rồi phần cuối cùng, như vậy chúng ta có 12 cái khoản thu nhập được miễn thuế các bạn, 12 khoản thu nhập được miễn thuế. Phần cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về kỳ tính thuế. Kỳ tính thuế thì khá là đơn giản các bạn. Một là cái kỳ tính thuế của chúng ta là theo năm dương lịch hoặc là theo năm tài chính. Thì một số doanh nghiệp thì chúng ta có năm tài chính khác năm dương lịch thì chúng ta sẽ tính theo năm tài chính. Còn những doanh nghiệp nào mà có năm tài chính trùng với năm dương lịch thì chúng ta sẽ tính theo năm dương lịch. Còn đối với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng ta áp dụng cái kỳ tính thuế là từng lần phát sinh thu nhập các bạn. Tại vì những cái doanh nghiệp nước ngoài này họ không có thu nhập thường xuyên, cho nên chúng ta sẽ áp dụng theo cái tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập. Như vậy thì bài học hôm nay của chúng ta thì là một bài học khá là quan trọng, chúng ta tìm hiểu về thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp ha. Nhưng mà đây chỉ là cái quy định trong luật thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết ở cái phần về thông tư, các bạn sẽ nắm vững hơn về cái nội dung này. Bài học hôm nay của chúng ta thì xin tạm dừng tại đây. Thầy có tổ chức một lớp ôn thi đại lý thuế học offline trên lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc học online tương tác trực tiếp với thầy vào các ngày trong tuần. Các bạn có quan tâm đến khóa học, các bạn có thể tìm hiểu theo cái đường link mô tả bên dưới video này. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài học như liên quan đến khóa học, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với thầy với số điện thoại hoặc là Zalo 0913 10 6015 để thầy tư vấn cho các bạn. Mong gặp các bạn trong khóa học sắp đến. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.